Thưa bác sĩ Quách Thúy Minh, thực sự là có những cái chỗ trẻ kém may mắn được chẩn đoán là rối loạn phổ tự kỷ. Vậy thì khi trẻ bị chẩn đoán như vậy thì cái việc chữa trị và can thiệp đối với những trẻ này thì sẽ ra sao? Thưa bác sĩ, xin bác sĩ làm rõ ạ. Những trẻ tự kỷ thì chúng ta không phải đơn thuần dạy trẻ nói. Dạ. Và không phải nói một cách máy móc hoặc là nói một cách gọi như là thiếu một cái nền tảng về mặt suy nghĩ, mà dạy trẻ nói phải phù hợp. Thế nhưng dạy nói phải là vấn đề hàng đầu của trẻ tự kỷ. Mà mục tiêu của chúng tôi cũng như của tất cả các bậc phụ huynh mong muốn là dạy trẻ làm sao trẻ có cuộc sống hài hòa, thích nghi được cuộc sống bình thường nhất. Mục đích đấy là tối đa nhất. Đấy. Thế thì có những cái phương pháp can thiệp khác nhau và nó phải là gọi là nhiều tác động khác nhau. Thứ nhất là can thiệp về mặt ngôn ngữ giao tiếp, là dạy trẻ nói, dạy trẻ biểu đạt, dạy trẻ hiểu lời, dạy trẻ nhận biết. Cái thứ hai là can thiệp hành vi, tức là sửa đổi những hành vi không mong muốn và phát huy cũng như là xây dựng những hành vi mong muốn, hành vi tốt để cho trẻ có thể là hoạt động hàng ngày bình thường. Cái thứ ba là dạy trẻ các kỹ năng về mặt xã hội, kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. Và cái thứ tư là tác động về điều hòa cảm giác vận động để cho trẻ là có thể là có những cái nhận cảm mặt giác quan bình thường. Trên cơ sở nhận cảm giác quan bình thường thì trẻ sẽ có những hành vi bình thường và đáp ứng phù hợp. Phần thứ năm là có thể hỗ trợ thêm một số các cái thuốc hỗ trợ phát triển thần kinh, như là các cái sản phẩm như là citicoline làm tăng cường cái kết nối thần kinh, tăng cường cái trao đổi chất ở màng tế bào thần kinh. Cái thứ hai, những sản phẩm như là nootropin cũng tăng cường cái hoạt động huyết não, tăng cường những cái phản xạ về đáp ứng với môi trường. Cái thứ ba là có thể một số sản phẩm về thực phẩm chức năng khác, ví dụ như là omega, thế rồi thì là sản phẩm bương não khang. Thì chúng tôi cũng được sử dụng sản phẩm này trong gần chục năm gần đây, thì thấy rằng sản phẩm này sử dụng an toàn cho trẻ em và cũng góp phần vào làm cho cải thiện phát triển trí não của trẻ. Vì cái sản phẩm đó nó có những cái thành phần thiên nhiên, ví dụ như là đinh lăng, là cái sản phẩm nó cũng làm hoạt huyết não rất là tốt. Bên cạnh đó thì là có cái cao ginkgo biloba, thế rồi thì cao thăng ma, rồi những cái phụ trợ về mặt vi chất như là coenzyme Q10, taurin, thế rồi thì là vitamin B6, là những cái vi chất bổ sung cho não bộ. Thì tất cả những sản phẩm đó trong cái tên gọi là phương não khang cũng giúp cho là hoạt hóa não tốt hơn, làm cho tăng cái tính hưng phấn nhẹ của hệ thần kinh trung ương, thì giúp cho trẻ tăng cái sự tập trung chú ý. Dạ. Vâng, tăng cái sự tập trung chú ý, tăng cái sự ghi nhớ và sẽ làm tăng cái phản xạ đáp ứng sẽ tốt hơn. Dạ. Và trên cơ sở đó thì trẻ phát triển về ngôn ngữ, phát triển mặt trí tuệ, rồi tăng khả năng vui chơi, khả năng học tập, khả năng làm việc tốt hơn. Và những sản phẩm đó thì nó còn có tốt là cái giấc ngủ nó cũng cải thiện hơn, cái hung tính nó cũng giảm đi, nó cũng lại an toàn cho sức khỏe, không có tác dụng phụ. Thì cũng là một cái thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp thêm cho phụ huynh thì có thể sử dụng. Và chúng tôi thấy rằng là nhiều cha mẹ cũng đã phản ánh lại là con uống bắt đầu có thể nó cũng chưa quen lắm, thì chúng ta cũng có thể là từ từ cho con uống và cho con dùng cách pha chế kiên trì, hợp lý. Vâng, và kiên trì thì thấy rằng là cha mẹ cũng phản ánh lại, cũng qua một vài các nghiên cứu thì thấy rằng là cũng hỗ trợ thêm về giúp cho trẻ phát triển về mặt trí tuệ, về mặt tập trung, về mặt ghi nhớ, và cũng giúp cho trẻ là cải thiện tốt hơn. Dạ vâng, những cái nội dung vừa rồi của bác sĩ Quách Thúy Minh cũng đã làm rõ về cái cách chữa cho trẻ tự kỷ như thế nào là hiệu quả nhất. Thực tế rằng là với các phụ huynh đang băn khoăn trên cái góc độ lo lắng về cái chứng bệnh này thì những cái thông tin này thực sự là rất là hữu ích. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ.